Kem Body Livy là dòng kem dưỡng trắng da body được nhiều chị em tin mua, vì khả năng làm trắng da, dưỡng da mịn màng, cũng như make up nhẹ cho da body rất đẹp, nên gần như ai chuẩn bị đi tiệc hay đi làm đều cảm thấy hài lòng khi thoa kem. Nhưng mà những ai có kinh nghiệm mua hàng cũng đều thấy được kem Body Livy có rất nhiều loại, nên không biết mỗi loại có công dụng và phù hợp với da nào, hay loại nào mới là hàng thật, thì trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn biết những loại kem Body Livy chính hãng và đáng tin cậy để sử dụng cho phù hợp với những loại da khác nhau nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Body Livy có mấy loại? Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại kem Body Livy với nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên thì hàng chính hãng chỉ có 4 loại màu là đỏ, trắng, vàng đen. 4 màu này chính là dòng kem chính hãng được nhà sản xuất đưa ra thị trường. Còn những màu khác như kem Body Livy màu tím, Livy xanh hay kem Livy màu hồng và những màu khác 4 màu đỏ, trắng, vàng, đen thì đều là hàng giả. Tất nhiên thì hàng giả cũng có cả 4 màu giống màu của hàng chính hãng, nên khi mua hàng bạn nhớ cân nhắc mua ở những shop uy tín để đảm bạn mua đúng hàng thật. Kem Body Livy màu vàng có độ chống nắng thấp hơn, độ chống nắng của kem Livy vàng là 405+, còn độ chống nắng của kem Livy đen là 60+, nên nếu có dịp đi biển hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng thì bạn có thể dùng kem Livy màu đen nhé. Ngoài ra thì kem Livy màu đen có độ chống nước tốt hơn, theo đánh giá của nhiều khách hàng là vậy. Nên kem Livy đen sẽ hợp hơn khi bạn đi bơi, đi biển hoặc đi du lịch. Công dụng kem Livy đen và Livy vàng giống nhau nên bạn sử dụng loại nào cũng được, vì chúng đều có tác dụng dưỡng da như nhau. Giá thành của kem Livy vàng và Livy đen cũng ngang nhau. Hai loại kem Body Livy vàng và đen được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất, còn hai loại kem màu đỏ và trắng thì ra sau, và công dụng cũng không quá nổi bật nên cũng ít người mua. Còn những màu khác thì đều là hàng nhái theo các bạn nhé. Khi mua hàng bạn nhớ để ý để không mua phải hàng giả nhái kém chất lượng. Mua kem Body Livy ở đâu? Kem Body Livy hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Body Livy hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.